Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn tạo ra một cái form của Google nhé. Để bạn có thể điền form hoặc là cho khách hàng tiềm năng điền form hoặc là cho nhân viên của bạn điền form uh, vào để uh, bạn có thể làm form khảo sát, có thể là làm những bài kiểm tra hay là có thể là làm những cái bài đánh giá. Thì một cái việc là tạo ra một cái form đó, nó rất là đơn giản thôi. Thì uh, bạn vào, thứ nhất là bạn vào uh, Google Docs ở phần trang tính nhé trang tính của Google Doc bạn vào Doc sau đó vào phần trang tính nhá đây bạn vào phần trang tính này thì nó trong Google trong Google Doc của chúng ta thì nó có gồm trang tài liệu trang tính này trang trình bày biểu biểu mẫu này thì bạn vào phần trang tính thì bây giờ bạn vào một trang tính thì bạn vào một trang mới vào một trang mới cho nam sau khi bạn vào một trang mới như thế này thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ có cái chữ công cụ ở đây các bạn vào phần công cụ thì nó sẽ có phần là tạo biểu mẫu mới đấy tạo biểu mẫu mới trước khi bạn vào này thì bạn hãy đặt tên cho nó đây đặt tên cho cái trang trang tính này của bạn là gì ví dụ như là uh, trang khảo sát đi khảo sát tình hình kinh doanh đấy sau đó bạn vào phần công cụ bạn tạo một cái biểu mẫu thì cái biểu mẫu này bạn muốn đặt những cái câu hỏi gì cho Ờ, đặt những câu hỏi gì cho nhân viên của mình hoặc là cho những đội nhóm của mình để người ta trả lời ví dụ như Nam làm một vài câu hỏi ở đây ở đây thì ví dụ như đặt câu hỏi là bạn có hài lòng về cách lãnh đạo của họ? công ty không đó ở đây nhé cái phần kết quả ở đây thì các bạn chú ý này ở đây là nếu như bạn để trắc nghiệm là Yes, No Đấy, Yes, No Nếu như bạn hỏi những câu hỏi như có hoặc không Thì bạn để là trang nghiệm Yes và No Tức là có Ở đây là Có Hoặc là không Đấy, có hoặc không Sau đó Bạn để trang nghiệm Còn nếu như bạn muốn người ta nói gì đó Thì bạn sẽ để đoạn văn nha. Đây, bắt buộc bắt buộc đây là một câu ngoài ra thì bạn sẽ để cái câu hỏi họ tên trước đã họ tên bạn này họ và tên đấy thì ở đây mình không để trách nhiệm được ở đây dưới đây là bắt buộc là bắt buộc này có nghĩa là họ phải bắt buộc điền vào cái trường này thì cái form này nó mới nhận kết quả còn không bắt buộc không 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 điền vào thì nó sẽ không nhận kết quả nhé thì ở đây mình sẽ để làm trả lời ngắn này hoặc một đoạn này thì bạn cứ để trả lời ngắn thì nó sẽ có người ta sẽ có thể viết chữ điền số hoặc là điền bất kỳ cái điều gì cũng đều được đấy họ và tên này đấy. sau đó là mình có thể cho thêm cho thêm bất kỳ câu hỏi nào nhá bạn cho thêm bất kỳ câu hỏi nào cũng được sau đó là bạn để dạng trắc nghiệm hoặc là để đoạn văn đấy để đoạn văn ở đây nó có rất nhiều cách để có rất nhiều cách ví dụ như là uh, menu thả xuống Menu thả xuống thì sao đấy? Menu thả xuống thì tùy chọn một là như thế nào, tùy chọn hai như thế nào, bạn có thể thêm các tùy chọn đấy, thêm các tùy chọn ba bốn, đấy là gọi menu thả xuống. Còn ở đây mình sẽ để đoạn văn, để đoạn văn. đây mình sẽ trả lời là uh, uh, bạn có cải tiến gì, có ý tưởng gì để cải tiến công việc tốt hơn không? Đấy, sau đó để đoạn văn thì người ta sẽ trả lời. Đấy, vậy thì bạn có thể là bắt buộc hoặc không bắt buộc để cho người ta trả lời nhé. Sau khi mà bạn cho hết những cái câu hỏi này rồi thì bắt đầu bạn sẽ xuất cái file này ra như thế nào? Bạn xuất file ra làm sao? Thì ở đây, bạn chú ý này, ở trên phần gửi này, trên góc phải màn hình có phần gửi thì bạn ấn phần gửi nhé. Có phần gửi. Ngoài ra bạn ở đây bạn cũng có thể trang trí màu. Đây, bạn có thể trang trí những cái màu sắc của cái nền này. Đấy, bạn có thể trang trí màu sắc nhé, đấy rồi hình ảnh thì bạn muốn chèn cái hình ảnh gì vào đây, đấy, chèn đại hình ảnh đại diện minh họa này ví dụ như bạn chèn uh, đây một cái này chẳng hạn, đây bạn chèn vào, đấy. thì nó sẽ lên trên đây, đấy nó sẽ trở thành cái, đấy. rồi uh, sau đó bạn phân gửi gửi ở đây thì bạn sẽ có hai phần, một là bạn sẽ gửi qua email cho họ, thứ hai là bạn Uh, bạn sẽ gửi qua theo dạng là đường link thì thường là chúng ta sẽ lấy đường link và thứ ba là chúng ta sẽ gửi theo dạng mã thì cái mã này chúng ta có thể là gửi để cho họ 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 cài đặt vào những cái phần mềm khác ví dụ như là cái form này người ta có thể cài đặt vào landing page người ta có thể cài đặt vào uh, website hay là cài đặt vào các phương tiện khác thì cái này bạn không quan tâm nhiều bạn chỉ quan tâm cái phần gửi đường liên kết thôi và trong phần gửi đường liên kết thì bạn rút ngắn nó lại cho cái đường link nó bạn ngắn lại sau đó bạn sao chép và bạn gửi cái đường link này đi thôi đó thì bây giờ nhá ví dụ như nam sao chép xong năm gửi dán lên đây dán lên đây thì mình sẽ có một cái form thế bây giờ mình sẽ điền thông tin đúng không họ và tên mình sẽ điền thông tin này đinh thế nam này đấy bạn có ý tưởng gì mình trả lời là không này mình trả lời là có này sau đó mình gửi đi mình gửi đi vậy là cái form của mình đã được điền thì bây giờ mình sẽ sang bên đây thì bắt đầu mình 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 loát lại thì bắt đầu cái form khảo sát của mình sẽ bắt đầu có người điền vào đây thì bắt đầu nó nhảy sang đây đây biểu trả lời đây thì thời gian này thời gian điền là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 ở đây nhá câu trả lời thì nó sẽ đảm báo là có một câu trả lời này đấy câu trả lời này thì cái phần mà cái form này nó sẽ khi mà cái form gốc của bạn ấy thì nó sẽ báo có cái báo cáo nhé có cái báo cáo nó sẽ khảo sát luôn ở đây là các bạn nhìn thấy là câu trả lời là thì những cái câu trả lời nó có kết quả như thế nào thì nó sẽ báo cáo ở đây ví dụ như có là một trăm là một câu trả lời có này đấy có tên này đấy và có câu trả lời đây thì nó sẽ có báo cáo ở đây nhá thì sau này bạn sẽ khi mà mình bạn tạo xong một cái form rồi ấy, thì bạn sẽ xem rằng là à báo cáo các bạn uh, các bạn báo cáo như thế nào kết quả ra làm sao thì mình sẽ xem được các phần trăm ở đây uh, để đánh giá được cái tình hình cái uh, cái tình hình của cái uh, cái những cái câu khảo sát mình đưa ra em rằng là nó có tích cực hay là nó đang tiêu cực hay là đang tốt hay nó chưa tốt để mình dựa vào đó để mình điều chỉnh thì đấy là cách mà bạn tạo ra một cái form để, để 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 khảo sát hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp bạn để có thể tạo ra được những cái form để bạn đánh giá được trong công việc kinh doanh của mình rồi video của nam đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.